Chiều ngày 6 tháng 5, Công an Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ vụ một nam thanh niên được phát hiện chết cháy vào sáng cùng ngày tại bãi đất trống ở phường An Phú. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân tên Tê, 31 tuổi, quê Bến Tre. Ngày 4 tháng 6, Tê vừa chấp hành xong án phạt tù 2 năm về tội trộm cắp tài sản tại trại giam Bến Giá, tỉnh Trà Vinh. Đến ngày 5 tháng 6, Tê được phát hiện chết cháy tại bãi đất trống trên đường số 5, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức. Qua trích xuất camera các tuyến đường quanh khu vực, công an xác định T đi bộ một mình từ nơi khác đến bãi đất trống này rồi tự thiêu. Thời điểm phát hiện, toàn bộ quần áo trên người T đã cháy, xác minh tại quê nhà của T ở xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cây Bắc, tỉnh Bến Tre, thì ba mẹ của T đều đã chết và không còn người thân nào.